Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta có máy xúc mới. Một cái máy xúc tí hon. Cái máy xúc này màu vàng. Và bây giờ chúng ta sẽ bóc máy xúc ra để chơi nha. Của chúng ta đấy. Máy xúc có thể quay vòng quay vòng chà chà, chú công nhân mặc áo màu xanh này. Đây là gàu xúc này các bạn. Đó, gàu xúc này. Gàu này múc đất lên này. Múc đất lên này. Đó. Đây là cái cần này, cần xúc này, cần xúc này. Đây này, đây là cái xi lanh chủ lực này. Cô sẽ đẩy hơi, đẩy dầu vào đây để làm cho cái gàu này múc này. Và còn là cái này, đây là một cái xi lanh nữa này, đẩy dầu vào đây để làm cho trục khuyển nó chuyển động này, xi lanh chủ lực đấy. Đây, còn đây là ống khói này. Cabin. Đây là cabin. Trong cabin có tay lái. À, bên dưới này có gầm này. Chà, trong có bánh này. À, bên trước này. Đây là bánh xích này. À, xích màu đen nha. À, đây là hai cái bánh này. Răng là những cái bánh bánh để đỡ này. Đây nữa là bánh răng xích này, bánh đỡ đây. Chà, máy xúc của chúng ta thật là tuyệt vời, vua sức mạnh nha, power king. À, đây là đèn này, còn những đèn nào, đèn đỏ này, đèn xi nhan này. Đó để báo hiệu khi ban đêm thì đang đi đấy, hoặc là khi phanh đấy, còn xi nhan để xin đường rẽ trái rẽ phải đấy các bạn. À, cái xúc ô tô này. Cây dễ dàng xúc xúc nào. À, các bạn thấy máy xúc của chúng ta có tuyệt vời không? Chúng ta cùng chơi với máy xúc nữa nha. Ui, chóng mặt quá, chóng mặt quá. Chú công nhân chắc là chóng mặt lắm đây. Máy xúc của chúng ta tuyệt vời. Nó có thể xoay phía dưới này. Xoay chỗ phía dưới, giữ nguyên bên trên. Và bây giờ xin chào tạm biệt các bạn.